Rất cao minh. Ok ok. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với HT. Thì hôm nay mình lâu lắm mà không có phim ảnh hoặc là chôn hài đấy. Mà thôi, bỏ qua hết mọi vấn đề cũ đi, không liên tha liên thuyên nữa. Hôm nay mình thử chơi một cái trò chơi gọi là bùi nhùi thép. Đấy, đẹp như pháo hoa luôn đấy, chắc mọi người cũng đã biết rồi. Nếu không biết thì cứ lên Google tìm bùi nhùi thép là ra. Ok, thấy không? Thì hôm nay mình sẽ mua nó và mình thử chơi, nhưng mà bây giờ là ban ngày, đến tối mình sẽ chơi, nhưng mà bây giờ mình phải đặt. Đấy, phải đặt hàng rồi đó. Giá bùi nhùi thép chỉ 8.000 một bình. Ok, 8.000 một bình. Rồi mình sẽ nhắn tin với nó. Chơi luôn. Ok. Rồi, ngồi đợi thôi. Anh em, đây, mình mới bấm Inter cái, nó gửi đến ngay, như kiểu nó đứng trước nhà mình chờ sẵn đấy. Ơ, mà nó bảo 10 bịch. 10, chết mẹ rồi, 10 bịch mà sao lại tí kẹo như này. Chết cha rồi, 10 bịch. Mà cũng ngay thật, mới Inter văn nó có ngay. Thôi được rồi, ok, mình sẽ thử bóc xem về cái bùi nhùi thép này nó như nào, để tối mình anh em mình ra ngoài đường mình chiến. Đấy, ok. À, nó có sẵn cho mình cái dây để mình dùng luôn anh em ạ. Đấy, ok, mình sẽ tiến hành thử, lần đầu tiên thử chơi bùi nhùi thép sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, let's go. Đen đen đen, hello các bạn. Thì bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi rồi. Đấy, mình đã kiếm được một cái địa điểm phải nói là khá trống trải, cũng hơi là lạnh. Nửa đêm mà lạnh lắm anh em ạ. Đấy, và mình sẽ chuẩn bị đấy, bùi nhùi này để mình thử chơi, mình thử đốt lên thì xem nó như thế nào. Cũng lần đầu tiên chơi, cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Đấy, nhìn thấy các bạn ở trên YouTube, ở trên mạng chơi khá là ok. Thì đây là cái flycam mọi người. Đấy, flycam thì mình sẽ kèm theo những cảnh quay động, thì mình sẽ có những cảnh quay bằng flycam. Nhưng mà một mình khá chi là họ quay, mình đang suy nghĩ không biết là làm sao để mà vừa chơi mà vừa quay được cả flycam mà vừa quay được cả bằng máy ảnh. Thôi cứ set up flycam cái đã rồi tính sau nha mọi người nhé. Được rồi, có cái này chơi đỡ anh em ạ. Bóc ra. Đây, để thấy không? Mà phát này phát thử thì chắc có lẽ là mình chưa quay flycam được anh em ạ. Thử xem như nào, chứ lần đầu tiên thử chơi mà thất bại thì mất công bỏ mẹ. Cất cái này chắc. Thử đốt này, không biết tối anh em có thấy không. Đấy, chắc là thấy rồi. Ngon lành.
mới quay hai phát hết mẹ, cái ba cục này nó phải làm sao bây giờ, làm sao mà kịp quay được fly nhỉ, chết mẹ. Flycam này quả thật mà nói là một mình buổi tối quay không được, phải có người ngồi chỉnh thông số để cho nó lấy được độ nét trong màn đêm rồi lấy được hình ảnh nữa. Quay lên mình xem lại chả thấy gì cả. Thất vọng quá anh em ạ. Thôi bây giờ không dùng flycam nữa, mình sẽ tập trung chuyên môn vào cái máy ảnh này để mình thử một lần chơi lớn nữa xem sẽ như thế nào các bạn. Ok, tắt cái này đi. Ok, lần chơi cuối cùng nha anh em, xem là nó chơi có hiệu quả hơn không. Ít quá, nếu như mà mình thấy đẹp ok là mai mốt mình sẽ mua một nùi. Đấy, mời các bạn đến nhà mình chơi luôn, ok. Tắt điện cái đã. Anh em, tôi về rồi đây. Chả có dạy nào bằng cái dạy nào. Lấy hết tiền bim bim của thằng cô đi mua pháo hoa, à đi mua bùi nhùi thép chơi. Tưởng đâu phê lắm, ai ngờ phê thật, nhưng mà ít quá. Gần 200 ngàn được có tẹo mấy giây xong. Còn lại được mỗi cái này, mỗi cái dây dù này. Đấy. Thôi, hôm nay cái này hôm nào mai hôm nào mua nhiều chơi tiếp, ok. Còn đem flycam đi nặng, chả quay được mẹ. Tối quá, quay mình chả. Thôi, cất, ngủ. 11 giờ mẹ. Đấy, thì anh em xem ở đây nếu như mà thấy yêu thích thì hãy like, subscribe kênh, chia sẻ. Đấy. Tàu HT nhé. Thì cũng nói luôn với mọi người là chắc mình có quyết định mình xin nghỉ việc, không làm một cơ quan nữa. Bởi vì thực sự mà nói mình thời gian mình làm ngoài nó bận, rất là bận. Cái thời gian mình đi làm ở cơ quan cái giờ giấc, cái quy định mình không
mình rất khó mà thực hiện được đấy. Thì cũng mong sếp cấp trên thông cảm thôi, giờ không biết sao bây giờ, thì miếng cơm manh áo vì đam mê YouTube đấy. Ok thì mình quyết định mình sẽ nghỉ, nhưng mà mình sẽ chọn một cái ngày nào đó nó phù hợp để mình sẽ nộp đơn. Đơn thì mình viết sẵn đấy, viết ra cái đây vài tháng rồi, nhưng mà mình đang suy nghĩ. Nhưng mà đợt này mình có suy nghĩ ok rồi đấy, sẽ nghỉ ở cơ quan. Mình không muốn cái cơ quan vì vì mình mà nó bị lộn xộn, giờ giấc không đàng hoàng, không nề nếp, mang tiếng này. Ok đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video clip. Nếu như thấy hay, có ý tưởng gì mà mình làm được thì các bạn vui lòng để lại dưới comment đấy, bởi vì lâu nay cũng tương tác kém quá. Cảm ơn các bạn. Ok.